Tại Lào Cai, hôm qua mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại thôn Xã Xén, xã Tả Phìn, thị xã Sapa đã diễn ra lễ hội Bút Tòng. Đây là lễ hội được tổ chức theo cụm các xã Tả Phìn, Ngũ Chỉ Sơn, Trung Chải và các xã có đông dân tộc Dao sinh sống. Bút Tòng là nghi lễ quan trọng nhất trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của đồng bào Dao đỏ. Trong tiếng Dao, bút có nghĩa là nhảy, tòng có nghĩa là đồng. Bút tòng vừa là cách thức diễn sướng được thực hiện khi hành lễ và cũng có nghĩa là một nghi lễ thờ cúng tưởng nhớ đến linh hồn tổ tiên của người Dao đỏ. Tại lễ hội, người dân và du khách được khám phá những nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Dao đỏ như Tết nhảy, những điệu múa hát trong lễ cưới của đồng bào Dao, lễ cấp sắc cho thanh niên đến độ tuổi trưởng thành, thi viết chữ nôm Dao, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia. Cùng với phần lễ, du khách còn được trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian hấp dẫn trong ngày hội. Lễ hội Bút Tòng được tổ chức nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy sức mạnh tập thể trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích người dân tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch ở địa phương.